Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tập tò mò một chú ong nhé các bạn nhé. Chú ong sẽ tô màu vàng và màu đen nhá. Hai màu chủ động. Màu đẹp chưa? Màu đen. Theo tông màu vàng các bạn nhé. Ok, mình đã tô xong một chú ong rồi các bạn ơi. Tạm biệt các bạn nhé.